Ờ, xin chào anh chị cô chú mình là phạm hữu dư đây hôm nay thì mình muốn chia sẻ thêm một cái thắc mắc mà nhiều anh chị thường hay đặt hỏi cho mình thì trong quá trình mình làm những video về nhà vườn đó anh chị thì có nhiều anh chị á à, bình luận trên cái kênh youtube mình á à, mình đọc rất là nhiều à, ví dụ như là người ta thắc mắc á là về vườn thì làm cái gì sống hả à, hoặc là có những người bình luận thì muốn về vườn, muốn về nông thôn, muốn về nhà vườn sống, tức là rời xa thành phố mà để về nông thôn á thì phải thiệt là có nhiều tiền. hả, Vừa vừa tiền, ít tiền thì sống nổi đâu, phải nhiều tiền thì mới về để sống được. Tại vì cơ bản á là rất là nhiều người có cái quan niệm là ở nông thôn thì chả làm ăn được cái gì mà 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 khá nổi trơn á. Những cái người nông dân người ta làm mãi nghèo. Đó. cho nên là chỉ có thành phố mới là phát triển mới tương lai thôi còn ở nông thôn mà là nó nó nó, nó kém phát triển nó không có tương lai gì hết trơn á thậm chí là cho con cái ở đây là, là nó không có tương lai đâu đó nông thôn chỉ dành cho những người nào mà có tiền có điều kiện về đây để mà hả già hồi dưỡng già nghỉ dưỡng thôi chứ còn hả làm ăn không làm được gì hết đó. thì ở video này á mình sẽ chia sẻ cái lý do vì sao mà 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 như vậy à, tại sao có nhiều người có quan điểm như vậy À, tại vì ít ra là mình cũng đã bỏ phố về đây được gần 4 năm cho nên là mình cũng có được một chút kinh nghiệm để mà chia sẻ cho những anh chị nào mà đang thắc mắc ha. Thì cái đầu tiên đó là mình muốn nói về nghe bản thân mình luôn. À, cách đây gần 4 năm á, thật ra là mình cũng rất thích về nông vườn và mình cũng có cái suy nghĩ ý chang luôn, ý chang luôn những anh chị bây giờ luôn á. Tại vì bản thân mình từ đó đến giờ là là đâu có về vườn nông thôn sống đâu. Cho nên là mình cũng há cứ đọc trên báo đài rồi người ta nói này nọ là ở nông thôn á, à, về nông thôn thì chả làm được cái gì mà 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 có tiền khá giả được đâu, làm gọi là đủ ăn là là, là mừng rồi. Ở à, thì mình cũng có cái cũng chỉ có há nghĩ vậy thôi. Y chang cho anh chị bây giờ. À, cho nên á, là cái lúc mà mình quyết định về quê á, nông thôn á, là mình đã chuẩn bị công việc tự do thu nhập thụ động à, là mình xác định á, là mình về đây á, là chỉ có á, vẫn duy trì công việc tự do của mình à, và à, nghĩ là thôi ăn ít một chút à, sống tiết kiệm thì cũng sống thoải mái thôi à, chứ cũng không có nghĩ là ở đây mình làm ra tiền đâu à, nhưng à, nhưng chỉ sau một năm À, một năm thì đúng một năm đầu tiên là mình toàn là mình ở nhà mình làm vườn Rồi, rồi mình sống cũng rất tiết kiệm tự do à, Nhưng mà từ từ rồi mình đã sống quen Và mình bắt đầu à, thấy được nơi đây á, nó có nhiều cái tiềm năng à, à, Nói chung là phải về mới biết Và phải có à, một chút tư duy, một chút suy nghĩ à, Thì sẽ biết được là ở nông thôn à, vẫn có thể là à, kiếm tiền Thậm chí đó anh chị mình còn còn hả cái thu nhập của mình á nó còn cao hơn khi ở thành phố luôn. Mà quan trọng nữa là rất là thoải mái nữa, được hưởng cuộc sống trong lành không khí. thì mình sẽ có một cái video nói chi tiết về cái này, mình tin là anh chị sẽ quan tâm. nhớ theo dõi ha. Thì trong video này thì mình chỉ nói tóm tắt sơ qua về những cái khó khăn, những cái gọi là lý do vì sao mà ở nông thôn là nó kém phát triển như vậy. Thì cái đầu tiên á mà ở nông thôn nó bị đánh giá là kém phát triển á là do à, từ xưa đến giờ anh chị cái khoảng cách ở nông thôn á, với thành phố á, nó xa vời lắm từ đường xá giao thông tới đến hạ công nghệ à, cho nên nó là cái cái, cái cái tư duy của của người nông thôn á nó cũng hạn chế tư duy hạn chế và cái à, gọi là cái chính kiến á, cái quan điểm cá nhân nó cũng không rõ ràng và cho tới tận bây giờ luôn giờ mình về đây thấy những anh chị cô chú họ cũng vẫn còn cái tư duy đó tức là họ cũng chưa có có có, có... nói chung là phát triển rõ ràng, đó. tức là sao? tức là ví dụ như về cái nghề nông nè những người nông dân nè à, nhưng mình ở đây ở châu đức à, bà rìa vũng tàu á, thì lúc mình mới về là ở đây họ trồng tiêu mà mà thực sự là cái thời điểm đó là tiêu nó có giá lắm chị tiêu thời điểm đó là tới hơn hai có khi tới hơn 200 trăm ngàn một ký là hầu như là người ta dân đây nè dầu về tiêu và cái lúc mà mình mua miếng đất này nè chỉ có hơn một à, xào sào máy thôi sau này mình mua thêm đó. thì à, nó cũng tiêu không anh chị toàn bộ như anh chị thấy là khoảng cách đây gần 4 năm trước đó là tiêu hết nha anh chị chỉ đọc tiêu thôi không có một cái gì là nay này đâu đó tại vì hả người ta đua nha trồng tiêu tại tiêu nó có giá nhiều người giàu bị tiêu đó. nhưng mà mình về được có hả chưa được năm nửa nửa năm thôi là tiêu nó xuống giá thê thảm luôn đó nó xuống có những lúc nó xuống tới chỉ có ba hơn ba chục ngàn một ký thôi nó giảm gấp mấy chục nó giảm tới mấy lần lần đó rồi nhiều người cũng lao đao bán nhà bị tiêu tại vì trước đó là nghe tiêu có giá rồi mới đầu là vay ngân hàng rồi hả nói chung là nó cầm cố tùm lum, lum la thiếu nợ để mà tập trung về tiêu à, tiêu cho nên là khi tiêu mất giá thì, thì chết theo đó. Rồi bây giờ thì sao bây giờ thì uh, tiêu mất giá rồi thì phá tiêu gần như nhà nào cũng phá tiêu không trăm tiêu nữa À, rồi bắt đầu là thấy bây giờ là có à, trái cây ha, mít nè, sầu riêng nè, có giá. À, bắt đầu lại tiếp tục đua nhau trồng. Rồi thử nghĩ trong một vài năm tới, sau khi mà cái cây tại vì một cái cây sầu riêng mà nó phải tới 3 4 năm, ít nhất 3 4 năm khi ghép đó anh chị, nó mới có trái. Từ tới khi mình trồng được tới khi đó rồi á thì nhà ai cũng sầu riêng hết. À, rồi tiếp tục là cái, cái điệp khúc là hả tiêu sầu riêng nó lại xuống giá. Mà nó đâu xa, chỉ cho năm nay thôi nè, là dịch bệnh cho nên là hả sầu riêng cũng rất là rẻ thậm chí là một ký sầu riêng có những lúc chỉ có mười mấy ngàn ký à, đó, nó quá rẻ luôn thì anh chị nghĩ coi người nông dân cứ điệp khúc như vậy hoài vậy nè cứ là hả cứ chạy theo thấy người ta trồng cái này mình bắt chức trồng theo đó cho nên nó là khi thị trường nó 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 bảo hòa rồi là bắt đầu đó, lại lại nghèo cứ chặt rồi phá trồng theo mình nghĩ á là nếu mà mình phải có một chính kiến tức là mình thứ nhất là phải có tư duy mình hiểu được thị trường cần cái gì và mình nên à, gọi là, là 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 duy trì một cái 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 cái, 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 cái gọi là cái nông sản của riêng mình và mình nên xây dựng cái thương hiệu nó đó, đó, và lợi dụng vào công nghệ anh chị thật sự là công nghệ cái công nghệ hả internet bây giờ nó, nó nó cực kỳ quan trọng luôn nhiều người người ta hả giàu lên nhà nó à, bản thân mình cũng vậy bản thân mình từ cái thời sinh viên á mới ra trường á mình cũng đã tận dụng thành công cái internet để bây giờ mình có được cuộc sống như bây giờ anh chị thấy rồi đó. cho nên là à, do là người nông dân thiếu thiếu cái tư duy và cái này á mình sẽ có những cái video nói chi tiết về cái cái lợi dụng vào internet ha. tại vì internet quan trọng lắm công nghệ 4.0 cực kỳ quan trọng anh chị phải ha, tận dụng nó để mà muốn có cuộc sống tự do thoải mái thì bắt buộc phải tận dụng nó như chị thấy rồi nghe cái môn dịch này thôi không có ha, internet là, là thua Bây giờ người ta phải làm online nè, học online nè, mua bán online nè, đó. Thì bởi vậy không có internet là coi như là dịch bệnh như vậy là là chết liền. Và ở nông thôn á kém à, phát triển là gì? Mật độ dân số nó không có cao. Mình nói như ở Sài Gòn á nhà cửa sang sát, cho nên đó là cái ha, cái nhu cầu mà tiêu dùng á nó cao hơn rất là nhiều, cho nên là người ta nói tại sao mà ở Sài Gòn á thì ha, kiểu gì cũng kiếm được việc làm tại vì ha, cái nhu cầu ha, quá cao, đó, nào là shipper, nào là xe ôm, nói chung là hầu như là không ai thất nghiệp được á Lúc nào cũng việc làm, miễn là sao siêng là, là 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 có tiền. À, còn ở nông thôn đó, thì cái mật độ dân số nó, nó thấp lắm anh chị, à, nó thưa thớt, à, chỉ có những cái vùng thị trấn à, hay là ở thành phố gọi thị xã đó thì nó mới cao thôi. À, còn đa số là cho nên nó là bây giờ nó đơn giản như mình mở một cái tiệm à, ăn uống đi có nhậu gì đi mà bây giờ hả dân số không có mà thậm chí gì mà mở quán sáng nè Vì dân dân ở đây người ta hả lao động mà người ta sáng nào tao cũng tự dở cơm tự ăn riêng hết rồi tự nấu ở nhà ăn vừa tiết kiệm mà vừa chắc bụng nữa chứ đâu có đi ăn bún ăn phở gì cho nó nó vừa tốn tiền mà nó vừa không có chắc bụng đó à, cho nên là cái nhu cầu ở nông thôn nó thật sự là mình nó hẳn luôn là nó, nó ít À, nhưng bây giờ cái đây hồi đó mình mới về, thật sự là mấy quán nhậu quán ăn không có luôn. Đó. còn bây giờ thì cũng nhờ bất động sản đó, anh chị, cũng nhờ đất đai nó có giá rồi đó, đâm ra là à, nó, nó 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 nhiều quán xá hơn, nhưng mà không thể so ở sài gòn. đó, cho nên nó là đúng là sự là ở nông thôn á. nếu mà anh chị mình mình à, phát triển về cái hướng dịch vụ đó, thì nó cũng à, sẽ về à, mua bán này nọ Kinh doanh á, chắc chắn nó không bằng ở thành phố. À, cho nên nó là nếu anh chị nào mà xác định về đây kinh doanh á à, những cái mặt hàng mà nó nó không gọi là là, là phù hợp á thì chắc chắn là là là, là không có là không phát triển được tuy nhiên à, cũng có những cái cái kinh doanh nó ok hơn nhiều so với trên thành phố đó đâm ra là do là anh nhiều người không có nắm bắt được đó à chứ mà mình thì hả mình có rất là nhiều cái ví dụ về ha, những người nông thôn mà ha kinh doanh kiếm tiền hả thậm chí là khá giả ở, ở nông thôn rồi luôn nè là những cái bạn mình quen biết luôn đó thì chắc chắn là những cái video tiếp theo mình sẽ nói những cái gương người đó ra mình sẽ phân tích tại sao mà họ có thể là kinh doanh phát đạt hả thật ra mình bật mí luôn là cũng nhờ vào internet hết anh chị đó. bây giờ là ha, ai mà có khả năng hả lợi dụng vào internet mà thật sự đó Internet á là không cần phải học học cao gì trơn anh chị, thậm chí cái người chỉ biết chữ thôi là cũng có thể sử dụng điện thoại nè hay là máy tính nè. Đó, quan trọng nhất là mình phải hả cố gắng mình học hỏi thì hả là được hết nè. À. Cho nên là nói đi nói lại thì cũng phải nói là cái công nghệ 4.0 à, nó quan cực kỳ quan trọng và nhiều người cứ suy nghĩ là nông thôn nghèo là do là thứ nhất là người nông thôn ít tư duy. À, cũng à, kiến thức cũng không có nhiều à, va chạm cũng ít tại vì họ tối ngày cứ ha, trong nông thôn không mà. À, về thì mở tivi coi mà tivi thì nó chỉ chiếu những cái mà nó 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 không có ha, nó 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 chung chung lắm, tivi mà anh chị phải, phải lên trên internet mình tìm hiểu, chọn lọc cái nào hay. À, mà cái người nông thôn thì họ lại ít, họ chỉ lên trên bật điện thoại lên họ coi phim luôn mà. À, Đó, tâm ra lý do vì sao là họ cái tư duy họ ít cho nên là họ À, lúc nào cũng nghèo hết trơn Thực sự là nếu mà không nhờ đất đó anh chị, thì người nông người nông nông dân đúng không phải là không thể giàu nổi. Bây giờ nhờ đất mới mới giàu mới chứ. Thật sự mình đánh giá hẳn luôn là ở nông thôn mà không có đất thì hầu như là ai cũng nghèo. Đó, do là họ thiếu cái tư duy đó và thiếu cái học à, hỏi về internet. À, rồi thì nói chung là cái chuyện mà mà người nông nông dân nông thôn là nghèo và nông ở nông thôn kém phát triển á, thì nó cũng có nhiều lý do lắm mà trong video này thì mình chỉ nói sơ sơ qua thì chắc chắn là anh chị mình cũng đã hiểu được một phần nào rồi đó, thì mình sẽ hẹn anh chị những cái video tiếp theo đó mình sẽ làm rất là nhiều video về nhà vườn những video nào mà anh chị nào mà đang thật sự đam mê cuộc sống nhà vườn hả muốn về và đang lăn tăng cái gì thì mình sẽ trả lời hết cho anh chị đó, anh chị mà thắc mắc gì cứ bình luận trên cái kênh youtube mình ha À, nhớ đón xem video Tại vì mình chắc chắn mình sẽ có làm những video là à, những cái hành trang chuẩn bị để về nông thôn à, Thật sự là qua cái mùa dịch này thì ai cũng thích về nông thôn hết nhưng mà để về được nông thôn bỏ được thành phố à, về đây à, sống ra sao kinh tế như thế nào là cái câu hỏi mà gần gần như là ai cũng đặt ra à, cho nên đó là mình sẽ có những cái video à, chia sẻ thật lòng thật tin À, mình có sao mà nói vậy cho nên là trong video mình sẽ coi là mình nói nó nó dài dòng nó lung tung tung tại vì mình không có chuẩn bị trước anh chị mình quay cầm điện thoại lên mình quay mình có sao mình nói vậy đó à, thì à, à, nói chung sẽ không chuyên nghiệp anh chị thông cảm ha à, rồi cảm ơn chị mình đã xem video à, nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha